Bấm 05, ta rất căm thù 404. Ta muốn giết nó. Ta cũng vậy, ta cũng giống như ngươi. Hôm qua, hắn đánh chúng ta. Chúng ta có cái hệ thống gì? Có như tốt chứ. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để giết hắn. Ta nghĩ chúng ta cần tìm cơ hội để phục thù. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta phải tiêu diệt 404, thống trị vũ trụ này. Nhà mua có cách nào không? Hay là lại đấm tay bò với nó? Ta có một cách, ngươi có đồng ý không? Được, miễn là giết được nó. Kinh công, Rookie, mang đồ của ta lên đây. Đây chính là hàng đồ vật của ta. Cái này nhìn giống tơ của Spider-Man này. Đúng vậy, ta đã ăn trộm của Spider-Man. Và ta đã tu luyện thêm nhiều sức mạnh cho nó để có thể bắt được 404. Vậy cái áo choàng này là của Doctor Strange đúng không? Đúng vậy. Được đấy, người đúng là một siêu đạo trích. Chiếc tay kinh công đang cầm đây chính là tơ nhện của Spider-Man. Chúng ta không thể dùng những cái này mà nó bắt được 404 đâu, mà chúng ta phải đánh lừa nó. Ý là chúng ta phải sử dụng trí tuệ đúng không? Đúng. Được. Cái này ta giỏi nhá, ta trí tuệ của ta rất là siêu. Đúng. Chúng ta phải thông minh lên, không ngu như Hulk đi được. Ngươi có cách nào không? Dùng thằng này làm mồi nhử. Được đấy. Thằng này ngu ngu này. Thằng này nó ngu ngu rồi, chắc là làm nhử được. Đúng. Chết mẹ bị thấy. Được đấy. Cái to của Spider-Man này chắc đấy. Được. Người rất là giỏi. 505 ạ. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Chúng ta sẽ thống trị vũ trụ này. Ta sẽ là người thống trị cao nhất vũ trụ này. Vũ trụ gì? Bây giờ như kế hoạch, chúng ta sẽ sử dụng tên yêu quái này để làm mồi nhử. Đúng. Và rồi, sẽ sử dụng những cái vũ khí bí mật này để có thể bắt được tên 404. Đúng rồi. Ok chứ 505? Đúng vậy. Người thấy nói rất đúng không? Rất đúng ý của ta. Được. Quái vật, bây giờ ta sẽ giao trọng trách cho ngươi, đi tìm 404 và mang nó về đây. Hiểu ý ta chưa? Ngươi sẽ sống chết trong nhiệm vụ lần này. Cố gắng lên con của ta. Đi đi. Người yêu ơi, bao năm tháng qua đôi ta đã sống không cùng ước mơ. Người yêu ơi, em yêu có biết chăng, ta đã không khóc khi mình chia tay. Và giá anh chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau. Chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Thật là buồn quá đi. Thằng quái vật đầu người mày tươi chui ra vẫn còn chưa sợ à? Thằng danh con này, mày không muốn, mày vẫn muốn chết à? Người nói gì? Còn gì đâu? Vẫn muốn chết à? Thằng con này. Ok đấy. Ha 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 ha
Uy tín hiệp 505 ạ. Một khi 404 bị mắc bẫy thì không còn lối thoát đâu. Hôm qua ngươi đánh ta sao? Vẫn còn ngoan cố à, sức mạnh thì yếu. Sức mạnh thì yếu mà thịt ra gió à. Mày ngươi đánh ta, mới chỉ đánh nữa ta thôi. Người dám đánh lính của ta sao? Hai cái con này chỉ rồi đánh lén thôi, đồ yếu đuối, đồ thiếu nhất. Đuổi mất được em. Nhanh, di chuyển nó qua bên kia để tiêu hủy. Cuối cùng này là cũng tới. Ra sắp thống trị thế giới rồi. Bốn người dạy đèn vô lạc của ta. Bốn cuối cùng cũng đi đời rồi. Ngày tan của ưu lấy đâu bốn của bốn. Oh.
Ôi cái bố, người chết đi, người chết đi. Làm gì nữa? Kinh San, người đắn xen vào chuyện của chúng ta ư? Kinh San ư? Người chỉ là để làm nhục thôi. Các người đã làm gì bốn có bốn? Ta không biết, bọn ta đang đánh cá. Hôm nay bọn ta không muốn đánh nhau. Chúng ta chả liên quan gì đến tên bốn có bốn cả. Người tự nhiên đâu thì ở đây làm cửa hỏng công việc bọn ta đang đánh cá. Đúng là cái đồ. Các người còn làm thêm nghề đánh cá ư? Các người xuất hiện ở đâu là ở đó có thảm họa ạ? Không có chuyện dễ dàng các người đánh cá như thế được. Người định xen vào câu chuyện của chúng ta ư? Hình như người muốn chết hay sao đó. Các người á, ta muốn chết đó. Các người định làm gì ta? Sao tên này mạnh vậy? Đúng là không hổ danh là Kinh San mà. Không sao, Kinh San nó cũng chỉ là một cái vương miện mà thôi. Chúng ta phải ăn thịt nó để lấy sức mạnh của nó. Kinh Công còn dưới tay ta chứ huống chi là Kinh San. Hôm nay người cũng tới số rồi, Kinh San ạ. Tại sao hắn lại mạnh vậy được? Sức mạnh của vài cái tên nhãi ranh như các ngươi mà đòi làm được gì ta? Kinh San á? Hôm nay ta nghĩ Kinh San sẽ là ta chứ không phải là ngươi. Trời ơi. Đánh cũng đau đó nhưng mà không sao cả. Chàng cũng nằm đứng đấy. Hôm nay Kinh San, ta sẽ cho người đi cùng với bốn cứ bốn cả cha ra nữa. Các người hôm nay sẽ là ngày đẹp đi xuống Hoàng Tuyền với nhau. Ngày hôm nay mưa không đẹp mấy đâu.
Đúng rồi, hôm nay trời không nắng thì nó mới là ngày đẹp cho bọn này. À, mới là ngày đẹp cho mình, còn đúng là phải ngày nắng. Mình là ngày này nó trời mù, thấy chưa? Đúng. Nghe lại anh ta. Đúng là tên kinh gian. Có cái chút chiều ơn giản đó chứ không làm được gì ta đâu. Hôm nay ta sẽ không nói nhiều với các ngươi. Các ngươi hãy đi chết đi. Mau thả con bốn ra đây. Ra đi. Bốn con bốn đâu? Bốn con bốn toan rồi. Giờ này ngươi còn hỏi bốn con bốn đâu á? Muộn rồi. Chẳng ăn thua đâu. Tango down. Nhìn lại anh ta xuống nước. Tại sao không đánh được Wilson mà cứ đánh ta vậy? Quá đã kinh san. Mẹ hết rồi đấy, kinh san. Sẽ có thể tao trở lại. Người chạy hả? Kinh san. Kinh san, người hãy đợi đấy. Ta bị nó cứ... Run. Bọn nó chạy hết rồi, còn mình ngươi thôi. Người con 6 con 4 con 4. Cảm ơn kinh san. Ta đã bị bọn nó lừa. Chỉ một chút nữa thôi là ta đã bị toang rồi. Ngươi thật là lẽ lừa mà. May là ta tới kịp đó. Cái tội hôm nay ta đang buồn. Thế là bị dễ bị lừa. Sao buồn? Người yêu chia tay à? Ta chia tay người yêu. Đây là hiện tượng của những thằng bị thất tình cho nên nói phét đây nè. Bọn hắn đã bị kinh san đánh bại hết rồi. Không tiêu diệt hắn nữa. Nó đã chạy mất rồi. Nó sợ con nó chạy mất dép luôn. Bọn chúng vượt cho ta xuống đây à? Đúng vậy đấy. Bọn ta phải đến chậm một chút nữa là ngươi xong đời rồi đó. Hiện tại công lực của ta đang mất dần. Được của nó đấy. Không biết là sao, chắc là trong cái lưới vừa rồi bọn chúng mỗi ma thuật gì đó, chúng ta không thể chống cự lại được. Lưới này rất là mạnh, sức mạnh của ngươi không thể nào có thể khống chế được cái lưới này đâu.
Lần sau người có thất tình thì đừng có đi một mình, hãy dẫn người đi cùng. Người hãy giới thiệu người yêu cho ta đi, ta sẽ không thất tình nữa. Độc thân vui tính thôi. Người, người chỉ nói phép thôi. Thật ra hôm trước người cũng thất tình thì hai thằng rủ nhau đi uống bia còn gì nữa. Đâu. Hai người rủ ngươi, hai người rủ nhau đi uống bia không rủ ta. Người có thất tình đâu. Hey. Nhưng mà ta cũng uống bia mà. Người làm chúng sẽ còn quay lại đấy. Thất tính. Bọn chúng sẽ còn quay lại đấy. Thôi ok, cảm ơn Kinh San nhá. Chúng ta về thôi. Đi về thôi. Đi thôi. Mệt quá. Tí nữa thì toang rồi. Mà sao các người không để ta chết đi? Đang thất tình đang buồn đấy. Ê, đi xuống đây, xuống đây chết luôn đi. Ôi, đi không, tao về. Không khác, chết. Anh em đăng ký kênh nhá. Bye anh em.